kêu đi chú luôn. Là đừng đừng lá nha. Để lấy một lỗ thứ hai là hai. Có lấy được chua không? Ở đó không lấy được chua không? Rồi. Cần phải kêu phải không? Phải cầu miếng dưa vào rồi.
Mấy trăm anh? Thôi.
Vậy là 35.000. Dạ. Thank you.
bưng cho. Cầm đi. Lại đó ngồi đi. Rồi chị. Rồi lấy giá xong không? Rồi có rồi nè. Rồi chọn tới để tôi múc ba bịch nước này rồi. Thank you.
Nghe, 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 nghe. Ừ. 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 Ừ.
qua đây coi.
tới cái hộp gạo mua về hết. Dạ.
Bye bye.
xoay được không? Đây là tình thế. Rồi cứ làm bình thường đi. Mấy mày là nói mẹ em đang tạo chiên riêng. Cô cứ làm đi nha con. Số thứ hai. Số 6 hả? Thank you.
cây vậy ha, thẳng con dưới 20 mét qua khỏi mấy cái vùng. Năm A 10 A cháu. Lớn cái chứ. 2 bên đồng tính cho mày. Rồi chơi mày đó. 2 bên nó đồng tính.
xe chứ. Lên đây đi con, lên đây, tới năm bầm về nè. Chín nạm mấy năm cầu hơn. Chín cầu, tới nạm cầu hơn. Cô là cô Phượng á hả cô? Không, cô Phượng là cái chị gái dưới. Cô Phượng đâu rồi, đó là cô Phượng đây lên á. À dạ. Chín gầu. Chín gầu tới nạm cầu hơn nè con. Tới nạm cầu hơn. Chín gầu tới nạm cầu hơn phải không? Nấu gà, chưa là rồi, tới nạm cầu hơn nè con. Chín gầu tái nặng gầu gân rồi nữa đi cho lên cô làm cho đó. Chơi gì? Đó, đây, 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 đây.
Tải không phải. Không phải. Thôi bị đông nghe là không kịp cho Hưởng. Giờ cám làm nè. Tái mạnh hả? Tái mạnh nè. Cầm đại đi Tuyên, cầm đại đi con. Cầm đại đi cho khách ăn ba ba mà mày về. Tái rồi luôn. Chị cũng muốn. Thank you.
rưỡi, 150 cãi nhiều. Cái mấy cổ quá. Rồi xong anh này bỏ lên cãi 100 đi. Thế. Đây cái 150 thôi. Này con heo nha. Quan gì đó. To 6 lên trên. Con đổ 16. Ta quá. 28. Đây. Đây lại hấp được tuần đó được cho nó ngoài tuần thao. Có lại cho cái gì? Cái này gì vậy? Cố lên cả 100. Nó vào số 8 nha. Đúng rồi, ủa rồi. Số 8 á. Cao ăn của mày kia cái. Nó bệnh á, nó kêu á bà. Tao ăn chiếc nắng á. Ăn thêm đúng không?
Trời má Ngọc Trân liền thương má Ngọc Trân rồi nãy. Con ăn ba viên xí mại ạ. Em ơi, chị Ngọc cho em 4 bịch nước mắm là 2 ổ đó nha. Em chia đi. Mẹ đang giữ 50 ngàn chị. Châu ơi, cho bịch canh qua. Chị hại 10 ngàn viên. Rút tiền bịch canh như vẫn được. Trời ơi. Em 15 ngàn cho. Giờ nói em đi em ăn xí lại em đi.